vụ xe container đông sập nhà dân, tài xế vừa lái xe vừa mãi xem thiết bị điện tử. Liên quan đến vụ xe container tông sập nhà dân, một người tử vong trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây mạng xã hội đã chia sẻ đoạn camera hành trình trên xe ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng cụ thể vào khoảng 11 giờ 30 ngày 5 tháng 10, xe đầu kéo do năm tài xế cầm lái chạy trên tỉnh lộ 8 hướng từ quốc lộ 22 đi tỉnh lộ 15 khi đến đoạn thuộc thị trấn củ chi huyện củ chi thì bất ngờ mất lái tông sập giải phân cách lao qua làn đường ngược lại. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập vào nhà dân ven đường. Hậu quả của vụ va chạm khiến nam tài xế container tử vong tại chỗ, một căn nhà cấp 4 bị đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bên trong căn nhà có hai mẹ con, nhưng do họ ở khu vực nhà phía sau nên đã thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc đáng nói thông qua camera hành trình cho thấy tài xế lái xe với tốc độ cao nhưng liên tục nhìn xuống như đang xem màn hình hoặc một thiết bị điện tử dẫn đến lạc tay lái gây ra tai nạn đáng tiếc